Chào cả nhà, hôm nay mình lại về quê nữa nè. Đây là ông mình, em bé rất là thích ông luôn, lúc nào cũng cười với ông hết trơn á. Còn đây là bạn nội mình nè. Trời ơi, cả nó quậy bà nội mình nè. Em bé ngủ được một chút xíu thì lại đi qua bên nhà ông bà chơi tiếp. Rồi lại tới giờ ngủ của ông đây nè. Mau ngủ thôi ông ơi. Qua ngày hôm sau thì mình về Long An, quê của mẹ mình nè. Ông xe xe nó cứ á á vậy, mọi người có nghe không ta? Rồi về tới nhà mấy cậu rồi đây nè. Đây là nhà cậu Năm nè. Còn bên này là nhà của cậu Út. Cậu Út nghe mình về nên là nấu cháo gà cả nhà. Đây là cậu Út của mình. Cậu Út của mình hiền lắm. Hai cậu nào cũng hiền hết trơn á. Và nấu đồ ăn rất là ngon luôn. Mình lúc nào cũng nhớ về tuổi thơ được ăn đồ ăn của hai cậu nấu, nhất là mấy món kho kho. Xin bí quyết nấu của cậu Út luôn. Mấy món kho là cậu Út chỉ bỏ hạt nêm, đường, nước mắm thôi, không có bỏ bột ngọt hay là muối gì luôn. Nói chung là ăn rất là đậm đà. Mọi người cứ thử nấu xem coi có thấy ngon không nha. Cuối cùng gà cũng xong. Giờ còn đợi nồi cháo nữa là được ăn rồi. Đấy, em dân của chúng ta đây nè. Ôi trời. Còn xong là nhờ cái chén muối ớt này đó nha. Ui cha, đã xong rồi cả nhà ơi. Chưa cả nhà ơi, trời ơi, nhìn lại vẫn còn thèm luôn á. Tất cả món ăn hôm nay của chúng ta đây nè, rất là ngon luôn á cả nhà ơi. Ngon, xuất sắc. Trời ơi, ta nói muối chấm kìa. Ăn xong thì nói chuyện với em bé một xíu rồi đưa em bé ngủ. Sao? Ơi tê. Ôi trời. Lại ở quê nhất là nằm võng ở dưới gốc tre giống như thế này nè. Thì trời mưa rất là to luôn. Mãi tối thì mới hết mưa. Xong qua nhà cậu Năm ăn cơm nè. Cậu Năm cũng rất là thích em bé, cũng muốn có cháu lắm rồi. Cuối năm này là con lớn của cậu Năm mình đám cưới. Rồi cậu cũng mong nhanh có em bé phòng đây nè. Mê lắm rồi. Và không biết là mình có được không. Cười đây. Hai em nằm mấy chị cười vậy.
mặt kìa. Buồn ngủ quá sao? Giờ này giờ ngủ đi nè. Vừa lấy gì vậy? Từ giờ này nó ngủ giờ giấc. Vừa lấy gì vậy? Hôm nay đến đây thôi. Gặp cả nhà vào video tiếp theo nha.